Xin chào, Thành quốc Vatican là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ bao gồm một vùng đất có tường bao kín nằm trong lòng thành phố Roma, Ý. Với diện tích khoảng 44 hectare, 110 mẫu Anh và dân số khoảng 1.000 người, khiến Vatican được quốc tế công nhận là thành phố quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới về diện tích và dân số. Quốc gia này được thành lập năm 1929 theo Hiệp ước Laterano với tư cách là một thực thể mới, không phải là hậu thân của lãnh địa giáo hoàng, 756-1870, vốn rộng lớn hơn. Vì được vị giám mục Roma tức giáo hoàng, lãnh đạo nên thành Vatican chính thức là một nền quân chủ thần quyền. Các viên chức cao cấp nhất của nhà nước này đều là các giáo sĩ thuộc giáo hội công giáo Roma xuất thân từ nhiều quốc gia khác nhau. Đây là lãnh thổ có chủ quyền của tòa thánh Latin, Sancta Sit, là nơi có điện tông tòa nơi ở của giáo hoàng, và nơi đặt các cơ quan của giáo triều Roma. Dù trụ sở giáo hội công giáo theo nguyên tắc là Vương cung thánh đường thánh Gioan Laterano được mệnh danh là nhà thờ mẹ của các nhà thờ công giáo nằm ở Rome, ngoài biên giới của quốc gia, nhưng thuật ngữ Vatican vẫn được cho là trung tâm giáo quyền của giáo hội công giáo Roma. Trong thành phố còn có các công trình quy mô lớn như Vương cung thánh đường thánh Pedro với quảng trường của nó, nhà nguyện Sistina và bảo tàng Vatican. Chúng là nơi lưu trữ một số bức tranh và tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới. Nền kinh tế của Vatican độc đáo ở chỗ nó được tài trợ bằng việc bán tem bưu chính và đồ lưu niệm du lịch, lệ phí tham quan bảo tàng và bán các ấn phẩm tôn giáo và văn hóa. Vatican và tòa thánh là hai thực thể riêng biệt. Trong khi Vatican là thuật ngữ thường để chỉ về lãnh thổ của một quốc gia với vài trăm công dân, có ý nghĩa về mặt hành chính thì tòa thánh tức là ngai tòa của thánh tông đồ, lại là thuật ngữ bao hàm ý nghĩa rộng lớn trên khía cạnh quan hệ tôn giáo với cơ cấu điều hành trên 1,2 tỷ tín hữu toàn cầu và cả khía cạnh quan hệ chính trị với thế giới thế tục. Trong các quan hệ ngoại giao và đối ngoại, tên gọi tòa thánh tiếng Anh Holy See được sử dụng, chứ không phải Vatican. Văn kiện chính thức của thành phố Vatican được ban hành bằng tiếng Ý, còn của tòa thánh được ban hành chủ yếu bằng tiếng Latin. Hai thực thể này cũng có hộ chiếu riêng biệt, tòa thánh cấp hộ chiếu ngoại giao và công vụ, trong khi thành quốc Vatican cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân. Video đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại.